Nguyễn Quốc Trường Thịnh biến hình trong Vạn Dặm Nhân Sinh khiến khán giả căm phẫn. Từ vận động viên võ thuật đến nam thần mới của màn ảnh Việt. Bà ở với tao, mày không còn có bất cứ trách nhiệm gì với cái nhà này nữa. Ba đang giữ rất nhiều tài sản, đất đai của má. Mình phải giám sát ba từng chút một. Nguyễn Quốc Trường Thịnh là nam diễn viên không còn xa lạ đối với công chúng, nhất là khán giả miền Nam. Thời gian gần đây, anh liên tục góp mặt trong các bộ phim ăn khách ở cả mảng truyền hình lẫn web drama. Phải nói năm 2023 là một năm bứt phá đối với Trường Thịnh khi anh phủ sóng cùng lúc hai bộ phim truyền hình ở các đài lớn. Đó là Khải Quốc trong Tình Yêu Dối Lừa chiếu trên đài Vĩnh Long và Vai Tâm trong phim Vạn Dặm Nhân Sinh được phát trên kênh VTV9. Mỗi vai diễn đều có một nét tính cách khác nhau, nhưng nam thần mới của màn ảnh Việt đã thể hiện rất tốt, tìm ra nét diễn riêng để làm nổi bật lên tính cách của nhân vật. Trong bộ phim Vạn Dặm Nhân Sinh, Nguyễn Quốc Trường Thịnh đóng chung với các đồng nghiệp dày dặn kinh nghiệm diễn xuất như nghệ sĩ ưu tú Thành Nam, Thanh Trúc, Thanh Bình. Trong khi nhân vật Quốc trong Tình Yêu Dối Lừa đang nhận được sự yêu mến của khán giả, thì Tâm trong Vạn Dặm Nhân Sinh lại khiến người xem tức phát khóc vì quá hãm. Diễn viên Thanh Trúc, người đóng nữ chính trong Vạn Dặm Nhân Sinh, cũng hết lời khen ngợi dành cho Trường Thịnh khi anh đã khắc họa thành công hình ảnh người anh ba nóng tính và ích kỷ. Tuy nhiên, nữ diễn viên nhận xét ngoài đời người anh ba ấy lại có tính cách trái ngược, rất dễ thương và vui tính. Trước khi phủ sóng cùng lúc hai bộ phim truyền hình ăn khách, Nguyễn Quốc Trường Thịnh từng góp mặt trong các tác phẩm Vợ Quan, Hồng Nhan hay Mẹ Trùm. Nam diễn viên sinh năm 1992 ở Tiền Giang. Khi còn học cấp 3, Trường Thịnh từng là vận động viên võ thuật và điền kinh đi thi tỉnh. Sau khi tốt nghiệp, dù có yêu thích nghệ thuật nhưng chưa được định hướng và hoàn cảnh chưa cho phép, nên Trường Thịnh đã theo học trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh và đi làm công việc liên quan đến hàng hải được 2 năm. Do tính chất công việc phải đi tiếp khách quá nhiều, ảnh hưởng đến sức khỏe nên nam diễn viên đã nghiêm túc suy ngẫm và quyết định nghỉ việc, đi bán hàng hội chợ rồi làm người mẫu. Cơ duyên đến với nghệ thuật của Trường Thịnh cũng rất tình cờ khi anh được một người bạn làm mẫu giới thiệu đi casting vai diễn. Chính buổi thử vai này đã làm thay đổi cuộc đời nam diễn viên quê Tiền Giang. Đạo diễn yêu cầu anh phải đi học thêm lớp diễn xuất, thế nên Trường Thịnh theo học lớp của đạo diễn Xuân Phước và đạo diễn Vũ Minh. Anh bén duyên với phim truyền hình qua dự án Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé với một vai nhỏ. Bằng sự cầu tiến, nghiêm túc với nghề và nỗ lực cố gắng không ngừng đã khiến cho Trường Thịnh từ những vai không tên trở thành nam chính phim truyền hình. Nam diễn viên chia sẻ rằng chỉ cần cơ hội đến thì anh sẽ nhận và nghiêm túc làm tốt nhất, từng bước đi vững chắc để theo đuổi nghề chứ không nóng vội hay mạo hiểm. Năm 2022, nam diễn viên nhận được quả ngọt đầu tiên với chiếc cúp danh giá Ngôi Sao Xanh, nhưng đó lại là giải nam diễn viên xuất sắc nhất ở hạng mục web drama. Thế nên Trường Thịnh vẫn đặt mục tiêu về một giải thưởng, dấu ấn trong sự nghiệp ở mảng phim truyền hình và điện ảnh. Được trải nghiệm nhiều dạng vai khác nhau, có cả những nhân vật công tử con nhà giàu, tiêu tiền không nghĩ, nhưng ngoài đời Trường Thịnh lại vẫn đang ở nhà thuê. Anh vẫn đang miệt mài làm nghệ thuật, tích cóp để có thể tậu được nhà để an cư lạc nghiệp. Có thể nói, sau hơn 5 năm kể từ vai diễn đầu tiên ở mảng phim truyền hình, Nguyễn Quốc Trường Thịnh đã dần được khán giả nhớ mặt đặt tên qua hàng loạt dự án phim ăn khách. Anh là một gương mặt sáng giá, là nam thần màn ảnh Việt vô cùng triển vọng trong thời gian tới.